Rồi, xả hàng anh em ơi. Hàng hôm nay hai bao mà đồ sáng trưng quá trời đẹp luôn. Anh em gần xa tới lựa nha, giá mới cao lắm nha anh em. Giá mới cao, mua vừa bán. Anh em nào mà mình cảm thấy giá cao á, mình tới đây coi anh em lái người ta mua giá cao. 400.000 ký hoặc là đồ bán món còn mắc hơn nữa đó. Đồ bán món là biết rồi, giá còn cao hơn. Đó, đồ mới xả có rất là nhiều đồ để lựa. Anh em nào mua hai bao này về để xả, mua về bán lại, mua hai bao này là món ngon lành luôn. Kinh kìm này là vô địch, kìm vua luôn nè, kìm vua quá trời đồ chơi anh em ơi. Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, lưỡi này khoảng 9 đến 10 phần ha, lưỡi 9 đến 10 phần. Rồi có chữ tàu nè, có chữ chữ nhật này không biết ghi cái gì, có hai đường gạch có chữ. Con lo dòm khách nha con. Châu nguyên bộ chăm sóc móng nè, thấy thương không? Giờ nó ăn vậy chứ lát từ từ cái bà con họ họ xào họ chẻ họ lục lạo tìm kiếm cái nó lạc hết trơn. Rồi cái đầu cửa lọng dùng cho máy liên hợp ha. Anh em nào có nhu cầu thì alo nha, máy liên hợp mà anh em thiếu bộ này á. Hôm nay quá trời đẹp luôn, anh em nào mà mua lô này xả là về lụm lúa luôn. Đồ nhỏ nhỏ không sáng trưng.
bộ Tago. Tago găng ngoài. VW20. Con này thì kiểu khoảng 5 ly. Có cây cầm Tago nè. Tago găng trong nè. 5/8. Này giống Tago găng Mỹ quá anh em. 9/16. Bộ này Tago găng Mỹ à. 1/2. 8mm 2.5. Bộ này Tago găng Mỹ rồi, quá trời đủ size hết trơn anh em ơi. 20, 12, vô ghi loạn xạ không hiểu gì hết, không trong nghề cơ khí không hiểu. Cái này còn mới nằm trong bọc luôn. SKS2 5/16 VW18. Báo hôm này qua để phía sau cái máy phát điện màu đỏ đó, để nó lạc hết. Cho 250 Supreme lốp tơ nha anh em, hàng Nhật nha anh em, hàng Nhật chánh tông nha, lốp tơ. Nguyên hộp luôn, chưa sử dụng. Rồi hôm bữa anh em nào kiếm kiềm bấm rút IV đây, kiềm rút IV đây. Đấy. Rút IV quá trời đồ đẹp luôn, đồ đẹp quá trời luôn. Made in Japan. Đầu trâu đầu bò. Mất 4 cái lưỡi rồi. Còn ở đầu mất 4 cái lưỡi. Như không. Asada. Rồi có số thông số gì không? Mắc lưỡi trơn hết trời vậy. Này khoảng 90 anh em ha. 90. Đây một cái Asada nữa. Chạy găng ống nước. Hai bộ bằng nhau. Đây tính tiền mà mượn cái gì mà mượn. Con coi khách kìa. Con mượn này làm gì? Dòm ngó vòng vòng ha, chỉ dòm ngó vòng vòng thôi, chuyện còn lại là người khác lo. Quá trời đẹp luôn anh em. Cửa hàng thế này thì bao anh em lời, bao lời. Gom mấy cái lưỡi đó lại chỗ giùm anh. Vòng không có, từ từ mình sẽ gặp cái cán của nó. Anh me rồi, lê mỏ lết kìm các loại. Báo là không có giá, không có rẻ đâu nha anh em, không phải là giá mấy chục ngàn ký nha.
quý mua là giá cao lắm, thịt có nghỉ bán mấy chục ngàn ký rồi, tới đây quý báo giá 200-300 ngàn ký rồi, nói quý bán cao bán thấp nha. Giá trị anh em nào so với đồ mới mắc quá thì chúng ta ra tiệm gần nhà mình mua nó nhanh hơn, còn muốn xài đồ nhật thì tới chỗ quý. Hàng này là hàng Nhật chính tông ha, hàng Nhật nhập Nhật về ha, da băng dây kìm cắt phê luôn á, xài rất là phê luôn đó. Sáu ba mươi hai gầm hết đồ Nhật không lobster này made in Japan này. Hàng đóng nhãn mát thì nhiều khi ai đóng cũng được ha cả nhà, nhưng mà hàng đóng đóng Nhật mà nhập Nhật thì chính tông này 8 10 12 6 8 10 12. Này dùng để gắn máy bắn vít nè anh em, máy bắn vít để mở bù lon 6 8 10 12. Xe mini kẹp là được khoảng 4 phân. Cái này là anh em nào mua là bao lời, mấy bộ luôn trong trong bọc luôn, chưa xài luôn, da băng luôn, quá đẹp, lô hàng này ok. Anh em mua cái cưa đặc biệt là cái cưa sứa này nè, hàng Nhật đẳng cấp hơn hàng Nhật rất nhiều, ở hàng mới rất nhiều, hàng mới anh em cưa lát là nó kẹt cái lưỡi, nhưng mà hàng này anh em cưa là không kẹt cái lưỡi nha, hay gì đó. Có người ta nói dí giòn, ta nói mấy Nhật nó khôn quá khôn, mà quý nói không phải, nó không phải là khôn mà nó quá khôn, quá hay luôn. Thước này đơn vị của Mỹ nè, nó là hàng Mỹ nhiều. Đó, thước cong nữa nè, anh em thấy độc đáo chưa, thước thành công như kiếm Nhật vậy. Cót quá sát rồi, vậy mà còn xài được không ơi, anh em thấy không, nó ngập nước sát để thui hết trên này, nhưng mà còn bóp được không ơi, dành cho anh em ép cót, ép cót này ngành điện ha, còn lật lắm anh em ơi, xả này. Rồi nóc xả thử rồi. Kẹt nước xả.
rất là nhiều đồ, đồ hầu như là bán được rất là nhiều. Quá trời quay, quên giới thiệu anh em nha. Thì anh em cửa hàng quý là số 629A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cách trạm thu phí An Sương Hàng Lạc, quận Bình Tân khoảng 100m hướng về miền Tây đi lên bên tay phải nha anh em. Anh em có thể xem kỹ hơn số điện thoại quý 0988577662, anh em xem kỹ hơn ở dưới phần mô tả cuối video nha. Kéo 30m. Quý thường gọi cái thước này là cái thước khởi nghiệp dành cho anh em đi cò đất, mà cò đất mùa này chắc quéo hết rồi. 30m nha anh em, thước kéo 30m nha, đẹp luôn, da băng, lưỡi bằng thép nha anh em, dây bằng thép nha, chứ không phải là dây, không phải là dây mũ nha, dây ni lông nha, dây thép. Lụm kìm hay tăng kìm nhọn, kìm cắt, kìm đó đó, kìm lụm hết à? Ừ, lụm hết đi, tập kết về chỗ cho bà con họ dễ lựa. Ô, đầu tiếp này độc đáo, đầu tiếp 1/2 ga 3/4 nè anh em, hàng quá đẹp, quá phê. Lụm kìm đi đó, lụm gạo gạo, lụm từ trong ra ngoài. Coi còn gì nữa giới thiệu anh em luôn. Thì anh em có muốn mua thì anh em chụp màn hình gửi quý sẽ cố gắng tìm kiếm nha. Rồi, tìm kiếm mình có gặp thì quý báo, không gặp anh em thông cảm nha. Tại vì nhiều khi hiện trạng lúc này nó vậy, nhưng mà sau khi bà con người ta tới, người ta sóc sổ, người ta tìm kiếm rồi hiện trạng nó khác, cho nên lúc này thì thấy vậy mà lúc khác thì lại không gặp nữa. Có gặp thì cô quý báo cho anh em, còn không gặp anh em thông cảm. Mới xả là ngoài một số đồ bán món, dao kẹo thước, dao cạo thước kéo các cành rồi bán món nha. Rồi một số đồ đặc biệt quý bán món nha, còn đồ phổ thông thì quý bán giá 300.000 cân nha anh em. Rồi quý sẽ giảm dần theo thời gian, thì anh em nào cảm thấy hôm nay mua chưa được thì hôm khác anh em tới ha, quý sẽ giảm dần chứ không phải giữ giá vậy, giữ giá vậy không có bán được luôn. Tại vì một số đồ rất là đặc biệt, có giá trị rất là cao, các hãng danh tiếng khác nhau. Cũng hai cây kìm nhưng mà cây kìm của hãng này sản xuất giá trị sẽ khác cây kìm của hãng khác. Anh em nào chịu khó lựa thì sẽ gặp cái hàng ưng ý. Dạ.
đó mà. Thôi rồi. Ờ quên. Còn giới thiệu anh em một cơ khí một bộ một bộ đầu khác nữa. Cuối cùng nè, chùm cuối nha. Chùm cuối. À. Wow, quá tài luôn. Đủ các size nha anh em. Hàng này thì so với hàng hiện tại ở thị trường chúng ta thì hàng này ăn đứt. Găng cỏ còn nguyên hết trơn. Cái này như anh ta 45 200 VWBH 50 AF. Đó. Đủ cá sai nha anh em. Có chữ da băng. Còn mấy cái đầu kia thì nó không có in. Nói chung là rất là đẹp. Anh em nào làm cơ khí thì mua luôn nguyên thùng này luôn. Có thùng sẵn luôn. Tô vô. Lâm tà la đồ đạc trong này hết luôn. Búa, bào, lưỡi khoan gỗ quay bằng tay, lưỡi khoan gỗ quay tay, nguyên hộp thấy thương không? Thước dây cổ điển nè, thước dây thân gỗ nè, thước dây thân gỗ cổ điển nè. Chiếc dẹp nè. Vì giống bông tu quá, mới tinh luôn, chưa chóc miếng sơn luôn, chưa xài luôn. Dao này à, wow, siêu bén. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha, cảm ơn anh em đã xem nha. Có gì anh em tới bãi mua ha.